Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, ngày 30 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tin trong tỉnh, hội nghị giao ban báo chí tháng 9 năm 2019 đánh giá, báo chí đã phản ánh kịp thời nhiều vấn đề nóng mang tính thời sự được đông đảo dư luận quan tâm theo dõi. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên giao ban trao đổi thông tin và ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luang Prabang, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tình trạng người dân cơi nới xây dựng nhà trái phép nhằm trục lợi trong vùng quy hoạch dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên. Tin trong nước, hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Tin quốc tế, các quốc gia thành viên thuộc nhóm các nước đang phát triển G77 đã thông qua tuyên bố phản đối các lệnh trừng phạt kinh tế đơn phương nhằm vào Triều Tiên, gây phương hại tới sự phát triển và thịnh vượng của quốc gia Đông Bắc Á này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, báo chí đã phản ánh kịp thời nhiều vấn đề nóng mang tính thời sự được đông đảo dư luận quan tâm theo dõi. Đó là đánh giá của Ban tuyên giáo tỉnh ủy tại hội nghị giao ban báo chí tháng 9 năm 2019 tổ chức vào chiều nay 30 tháng 9. Trong tháng, ngoài việc tập trung làm tốt công tác tuyên truyền sâu đậm các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại cũng như các sự kiện quan trọng diễn ra trong tỉnh, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã đề cập nhiều vấn đề được dư luận quan tâm như nhiều vướng mắc tại dự án khu nhà ở Tân Thanh, làm rõ việc khám bệnh và bán thực phẩm chức năng trái quy định tại Điện Biên, lo ngại tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, tràn lan tình trạng san lấp đất nông nghiệp tại huyện Điện Biên Đông, lo ngại ô nhiễm môi trường từ vỏ thuốc bảo vệ thực vật, chợ tự phát trên quốc lộ 12 thuộc tổ 1, phường Thanh Trường, nỗi lo về an toàn giao thông. Mỏ vàng Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông dừng khai thác 2 năm, doanh nghiệp mất tích nên cửa mỏ khó đóng, v.v. Tại hội nghị giao ban báo chí tháng 9, một số nội dung báo chí phản ánh như phát hiện 3 xe khách của công ty trách nhiệm hữu hạn Long Giang vừa bị phát hiện có dấu hiệu tự ý sửa chữa số khung số máy, không đảm bảo an toàn về kỹ thuật và vệ sinh môi trường. Lợi dụng hội thảo để thực hiện hoạt động khám bệnh và bán thực phẩm chức năng cho người cao tuổi trên địa bàn huyện Điện Biên, khai thác gỗ trái phép tại bản Phì Cao, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông. Hơn 100 người nghi bị ngộ độc tập thể sau khi ăn cỗ mừng nhà mới tại xã Mừng Lói đã được các cơ quan chức năng trả lời bằng công văn và trả lời trực tiếp tại hội nghị. Trong tháng 10, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ 3 diễn ra vào ngày 25 tháng 10 năm 2019. Vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A diễn ra tại nhà thi đấu đa năng tỉnh từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Hôm nay 30 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có buổi giao ban trao đổi thông tin và ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luang Prabang, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị đã thảo luận về tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội giữa hai tỉnh Điện Biên và Luang Prabang, trao đổi kinh nghiệm tổ chức tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về lĩnh vực quân sự quốc phòng thời gian qua và thống nhất với các nội dung thực hiện phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Luang Prabang và tỉnh Điện Biên, phối hợp giải quyết các vấn đề di dịch cư tự do qua biên giới, vấn đề an ninh tuyến biên giới, phương pháp thông báo trao đổi thông tin thường xuyên đột xuất giữa hai đơn vị. Hai bên cùng nhau tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền cho nhân dân ở hai bên, thực hiện tốt quy chế biên giới, giữ gìn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, tình đoàn kết xây dựng đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị và phát triển. Giáo dục cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường hợp tác đấu tranh có hiệu quả âm mưu của các thế lực thù địch, không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo, vấn đề chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo để móc nối kích động, gây mất ổn định chính trị và an ninh trật tự khu vực biên giới hai tỉnh. Đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện chương trình kế hoạch nội dung đề ra. Sau khi ban hành quyết định số 891, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định 893 về phương án dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các tổ chức cá nhân và hộ gia đình với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng để thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Nam Thanh Trường trên địa bàn phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ và xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, đợt 1 năm 2019. Theo đó, sẽ bồi thường hỗ trợ thiệt hại về đất, tài sản, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi và các khoản hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất. Tổng kinh phí bồi thường đợt 1 là gần 60 tỷ đồng. Trên cơ sở quyết định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành,
phổ biến và niêm yết công khai quyết định bồi thường của Ủy ban nhân dân tỉnh tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường và khu dân cư nơi người dân có đất thu hồi, tổ chức vận động thuyết phục người có đất thu hồi thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nhà đầu tư ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên chi trả cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình để sớm triển khai thực hiện dự án theo chủ trương của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trong vùng quy hoạch dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên đã xuất hiện tình trạng người dân cơi nới, xây dựng nhà trái phép nhằm trục lợi. Vấn đề này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ tạo tiền lệ xấu, gây nhiều khó khăn trong việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ngôi nhà xây tạm bằng gạch ba banh, lợp mái tôn của gia đình bà Phạm Thị Tân ở tổ dân phố 6, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ được thi công trong vài ngày đã hoàn thành. Do công trình nằm cuối ngõ, góc khuất, chỉ khi xây dựng hoàn thiện, chính quyền cơ sở mới phát hiện và lập biên bản yêu cầu tháo gỡ. Mặc dù biết rõ quy định của nhà nước không được cơi nới, xây dựng mới trên diện tích đã quy hoạch để chờ thực hiện kiểm kê, áp giá đền bù, nhưng bà Tân vẫn lấy lý do hiện không có chỗ để ở. Về mặt mục đích thì tôi cũng chưa rõ, bởi vì chỉ biết là hiện tại thì bà ấy trình bày là do cái điều kiện này bây giờ là em gái là đòi cái đất, cái nhà của bà ấy. Thì bây giờ bà ấy không có chỗ ở. Thế bà ấy vừa đi tù về, đi hết mà chấp hành cái tù về thì bây giờ một đây là không có công ăn việc làm, hai chỗ ở không có, ba là bệnh tật bà ấy hiểm nghèo. Thế thì bà ấy là xây. Trường hợp của gia đình bà Tân là xây dựng trái phép nhưng vẫn cố tình lén lút xây dựng. Mặc dù chính quyền phường Thanh Trường đã tổ chức các buổi tuyên truyền tới các hộ dân không được tự ý xây dựng các công trình như nhà ở, quán ăn, tường bao, công trình phụ trong vùng quy hoạch giải phóng mặt bằng, nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên đã được nhà nước phê duyệt, nhưng nhiều hộ dân vẫn cố tình không chấp hành và ngang nhiên vi phạm, qua đó thể hiện thái độ coi thường pháp luật cũng như coi thường chính quyền sở tại. Thì những cái trường hợp mà nằm ở trong cái quy hoạch mà xây dựng thì phường cũng sẽ kiên quyết xử lý. Thứ nhất là khi trưởng phố phát hiện, rồi nhân dân phát hiện mà có ý kiến thì phường đã cử cán bộ xuống để lập biên bản và xử lý theo các cái quy trình, và chúng tôi sẽ kiên quyết là bắt gia đình phải tháo dỡ theo cái quy định. Mà gia đình không chấp hành tháo dỡ thì chúng tôi sẽ dùng cái biện pháp và cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Thực tế hiện nay, một số hộ dân trong vùng quy hoạch dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên vẫn đang tiến hành cơi nới xây dựng các công trình phụ, trồng cây ăn quả trên diện tích vườn đồi, đất ruộng với mục đích nhằm hưởng tiền đền bù của dự án. Để hạn chế tình trạng này, chính quyền các địa phương cần tăng cường cán bộ xuống cơ sở bám nắm địa bàn, kịp thời ngăn chặn các hộ dân cố tình xây dựng cơi nới các công trình trên đất đã quy hoạch thu hồi trong dự án xây dựng cảng hàng không Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số thông qua hàng loạt các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, nên cuộc sống của đồng bào các dân tộc huyện Tùa Chùa nói chung, người dân tộc Thái ở huyện Tùa Chùa nói riêng đã có nhiều đổi thay. Trong những ngày cùng cả nước hướng về Ngày hội Văn hóa Dân tộc Thái lần thứ 2 được tổ chức tại Điện Biên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những đổi thay trong cuộc sống của cộng đồng người Thái ở huyện vùng cao Tùa Chùa. Bản Cáp, thị trấn Tùa Chùa có 107 hộ với 451 nhân khẩu là người dân tộc Thái. Những năm trước đây, Bản Cáp là một trong số các bản nghèo nhất của huyện Tùa Chùa. Nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của người dân trong bản chủ yếu là do hệ lụy của tình trạng buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các chất ma túy. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay cuộc sống của người dân tộc Thái ở Bản Cáp đã có nhiều khởi sắc. Người nghiện ma túy đã được cai nghiện hoặc điều trị bằng methadone. Các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đã được đưa đi học tập, cải tạo. An ninh trật tự được đảm bảo, người dân đã yên tâm lao động sản xuất. Để giúp người dân Bản Cáp có điều kiện vươn lên thoát nghèo, hàng loạt các chương trình, dự án đã được chính quyền thị trấn và huyện Tùa Chùa triển khai thực hiện như làm đường giao thông nội bản, hỗ trợ nhân dân máy móc, phương tiện sản xuất, hỗ trợ cây con giống. Đến nay, cuộc sống người dân Bản Cáp đã có nhiều đổi thay. 1/2 số hộ dân trong bản đã có mức sống từ khá trở lên. Số hộ nghèo đã giảm đáng kể. Cách đây tầm hơn 10 năm thì cuộc sống của bà con thì cũng vất vả. Thì
từ khi có quyết định chương trình 30A với chương trình 135 của chính phủ đấy về thôn, quyết định thôn nghèo ấy, thì chính phủ và nhà nước thì cũng đầu tư các cây con giống, cách cây con giống ấy, thì hỗ trợ bà con, thì bà con thì cũng dần dần thoát nghèo. Hiện tại bây giờ thì bà con thì cũng dần dần khấm khá và có cơm ăn áo mặc, là dần dần là thoát nghèo. Nằm cách trung tâm huyện Lỵ trên 30 km, bản Hột, xã Mường Đôn ngày nay đã mang trên mình một diện mạo mới, khác xa 3 năm về trước. Do nằm trong khu vực thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, nên trước đây cuộc sống người dân bản Hột gặp không ít khó khăn. Từ cuối năm 2015, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, hơn 140 hộ gia đình với gần 700 nhân khẩu người dân tộc Thái đã được di dời đến nơi ở mới. Với mặt bằng đẹp, được đầu tư tương đối đồng bộ về cơ sở hạ tầng, từ điện, đường, trường, trạm và các chính sách dân tộc dành cho đồng bào vùng khó khăn đã trở thành động lực quan trọng giúp người dân bản Hột từng bước thay ra đổi thịt. Hiện toàn bản không có hộ đói. Bản Hột được đánh giá là một trong số các bản khá giả của đồng bào dân tộc Thái hiện đang cư trú trên địa bàn xã Mường Đôn. Xã Mường Đôn đấy thì dân tộc Thái đã chiếm 68%. Đấy thì xã cũng đã có chủ trương, nghĩa là ban thường vụ đã có chủ trương là tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Thái đấy và phát triển hộ gia đình như là vay vốn này và các chính sách hỗ trợ như 135, 30A để tạo cho các hộ dân tộc thiểu số trên bàn xã càng ngày phát triển và xóa đói giảm nghèo. Nhờ triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Thái nói riêng trong phát triển kinh tế xã hội, cuộc sống các dân tộc trên địa bàn huyện Tùa Chùa từng ngày khởi sắc. Kết quả đó đã minh chứng cho sự thành công trong công tác lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ chính quyền huyện Tùa Chùa trong thực hiện các chính sách dân tộc phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chuyển sang những tin tức khác. Thưa quý vị và các bạn, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, từ năm 2011 đến nay, huyện Điện Biên Đông đã tập trung củng cố, kiện toàn các ban chỉ đạo giảm nghèo từ cấp huyện tới cơ sở, mở rộng các hình thức cho vay vốn phát triển kinh tế và tư vấn giới thiệu việc làm, mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã giải quyết việc làm cho trên 3.300 lao động, đào tạo nghề cho hơn 2.000 lao động nông thôn. Đồng thời, các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo như chương trình 135, 30A đã hỗ trợ cho bà con nông dân cây, con giống, máy móc nông cụ để phát triển sản xuất với tổng số tiền gần 110 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các xã giảm tỷ trọng canh tác trên nương, tăng cường khai hoang ruộng nước, định hướng hình thành các vùng sản xuất tập trung tại các xã Phì Nhừ, Triềng Sơ, Luân Giói, bước đầu xây dựng các mặt hàng sản vật địa phương như khoai sọ Phì Nhừ, nếp tan Na Son, bí đao Tỉa Dình, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3 đến 5% trên năm, đồng thời từng bước làm đổi thay đời sống của nhân dân trên địa bàn. Theo thống kê, hiện nay thu nhập bình quân đầu người của huyện Tuần Giáo đạt 17 triệu đồng trên năm. Con số này thấp hơn nhiều so với tiêu chí nông thôn mới đề ra. Nguyên nhân thu nhập của người dân đạt thấp so với tiêu chí số 10 về xây dựng nông thôn mới ở huyện Tuần Giáo là do chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, tư duy của người dân về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa còn chậm. Các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ ở nông thôn chậm đổi mới và hoạt động chưa hiệu quả. Để nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Tuần Giáo đã định hướng cho nhân dân phát triển kinh tế phù hợp với thực tế địa phương. Cùng với đó là tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp thế mạnh của địa phương gắn với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, là huyện biên giới trọng điểm trên địa bàn Tây Bắc, những năm qua, Mường Nhé đã tập trung phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng thế mạnh để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại ở khu vực biên giới, từng bước hội nhập kinh tế quốc tế. Mường Nhé là huyện miền núi biên giới, nơi địa đầu cực Tây của Tổ quốc, có tổng chiều dài hai tuyến biên giới hơn 130 km, giáp Lào và Trung Quốc. Thực hiện nghị quyết của Đảng về xây dựng củng cố đường biên giới trên bộ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Mường Nhé đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác đối ngoại hợp tác hữu nghị với các địa phương nước bạn trên hai tuyến biên giới. Huyện có vị trí rất là đặc biệt, tiếp giáp với hai nước Lào và Trung Quốc. Nhận thức từ đó thì cấp ủy và chính quyền cũng đã tập trung để chỉ đạo công tác đối ngoại nhà nước,
và cũng đối ngoại nhân dân. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hai đợt hội đàm với chính phủ nhân dân huyện Giang Thành. Những các nội dung mà các bên đều quan tâm liên quan đến trao đổi về hàng hóa ở khu vực biên giới, liên quan đến cái vấn đề du lịch ở khu vực Mốc Không. Chế độ giao ban, hội đàm, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra và giải quyết các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới giữa bộ đội biên phòng với lực lượng và cơ quan chức năng Trung Quốc, Lào được tổ chức thường xuyên. Việc kết nghĩa giao lưu giữa các cụm dân cư cùng các hoạt động thăm thân, xuất nhập cảnh của nhân dân hai bên biên giới được đẩy mạnh. Nhờ đó, quan hệ giữa chính quyền nhân dân khu vực hai bên biên giới có bước phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Những năm gần đây, cấp ủy chính quyền xã Xín Thầu và cấp ủy chính quyền thị trấn Khúc Thủy thường xuyên trao đổi hội đàm 6 tháng một lần luân phiên, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, vun đắp mối quan hệ giữa hai bên. Thông qua đó thì cấp ủy chính quyền của hai bên cũng thường xuyên trao đổi những thông tin về tình hình khu vực biên giới cũng như là một số lĩnh vực của cư dân của hai bên biên giới, trao đổi để nắm bắt kịp thời, để tuyên truyền cho nhân dân những quy chế về khu vực biên giới để nhân dân thực hiện tốt hơn trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của khu vực biên giới, cũng như tuần tra các đường biên cột mốc của hai bên. Huyện Mường Nhé cũng chú trọng lồng ghép ngoại giao văn hóa với hoạt động ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao nhân dân, nhằm xây dựng và quảng bá hình ảnh văn hóa, lịch sử, nét đẹp của vùng đất con người Mường Nhé tới bạn bè quốc tế. Điển hình nhất trong hoạt động này là huyện Mường Nhé đã ký kết tham gia lễ hội ném còn ba nước Việt-Trung-Lào được tổ chức luân phiên 3 năm một lần tại ba địa phương của ba quốc gia và tiến tới sẽ tổ chức định kỳ mỗi năm một lần nhằm tạo không gian giao lưu văn hóa văn nghệ, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc khu vực biên giới. Cùng với đó, việc kết nghĩa giữa xã với xã, bản với bản giáp biên cũng được huyện Mường Nhé duy trì đều đặn. Hàng năm, phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, duy trì quản lý biên giới, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm biên giới, lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vượt biên, xâm phạm tài nguyên môi trường của cả nước ta và nước bạn. Tại lối mở Apa Chải, Long Phú, các phiên chợ vẫn diễn ra đều đặn vào các ngày 3, 13, 23 hàng tháng. Hàng hóa trao đổi buôn bán chủ yếu là đồ gia dụng, trang phục, thực phẩm công nghệ, nông sản, đồ thủ công mỹ nghệ. Xác định về cái kinh tế mậu biên là một cái bước đi cũng rất là quan trọng. Chúng tôi cũng đã tiếp tục xây dựng cái kế hoạch để tổ chức công tác đối ngoại nhà nước cũng như đối ngoại nhân dân với Trung Quốc, và đặc biệt chúng tôi mở rộng và sẽ triển khai công tác đối ngoại với Lào, cái huyện giáp danh với huyện Mường Nhé. Trong đó thì cũng có xác định theo trên mấy cái lĩnh vực, nhất là cái lĩnh vực thương mại, thứ hai là lĩnh vực về văn hóa, và đặc biệt đó là cùng xúc tiến để đề xuất để xây dựng cái khu du lịch Mốc Không. Mối quan hệ tốt đẹp giữa huyện Mường Nhé và huyện Giang Thành, Vân Nam, Trung Quốc và huyện Phong Sa Lì, Lào được xây dựng trong thời gian qua là nền tảng quan trọng cho các bên phát triển và mở rộng giao thương. Huyện Mường Nhé đã và đang tăng cường công tác đối ngoại hướng tới xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Thời gian qua, nhiều mô hình khuyến nông khuyến ngư đã được triển khai trên địa bàn huyện Mường Trà. Thông qua các mô hình đã góp phần giúp người dân thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp, lựa chọn cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao để xóa đói giảm nghèo. Để các mô hình khuyến nông khuyến ngư đạt hiệu quả cao, trạm khuyến nông khuyến ngư huyện Mường Trà đã luôn chú trọng triển khai các lớp tập huấn, trang bị cho nông dân những kiến thức cơ bản về giống cây trồng vật nuôi mới. Với nội dung tập trung về kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi thủy sản, kỹ thuật trồng cây ăn quả. Theo đó, từ đầu năm đến nay, trạm khuyến nông khuyến ngư huyện đã triển khai được gần 10 mô hình khuyến nông khuyến ngư, gồm mô hình nuôi ghép cá trong ao tại xã Na Sang, Sa Lông, Mường Tùng, mô hình trồng bưởi da xanh tại hai xã Sa Lông, Pa Ham, hướng dẫn kỹ thuật mô hình nuôi bò cái sinh sản giống địa phương với sự tham gia của 50 hộ dân thuộc các xã Hủy Mí, Hủy Lèng. Thông qua các mô hình đã giúp người dân có điều kiện tiếp cận với những kỹ thuật mới trong sản xuất chăn nuôi, có cơ hội để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từ đó có hướng đầu tư chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi hợp lý.
cây ngô, cây lúa ruộng là hai loại cây lương thực chủ lực được Đảng bộ huyện Tùa Chùa đưa vào nghị quyết quy hoạch phát triển cho hai khu vực cụm xã phía Bắc và phía Nam của huyện. Hiện nay, hai loại cây này đã được nhân dân gieo trồng hai vụ, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo. Ngoài việc không ngừng mở rộng diện tích lúa ruộng, những năm gần đây huyện Tùa Chùa đã tập trung đưa giống ngô mới cho năng suất cao và sản xuất. Từ các mô hình thử nghiệm đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tùa Chùa đã chỉ đạo nhân dân nhân rộng diện tích, đồng thời tập trung triển khai nhiều chính sách, chương trình dự án, trong đó hỗ trợ giống vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân tiếp cận và từng bước chuyển đổi cơ cấu giống ngô phù hợp. Để khuyến khích động viên nhân dân mở rộng diện tích trồng ngô, huyện tập trung vào việc hỗ trợ nguồn giống. Tính đến thời điểm này, huyện có trên 5.000 ha đất được sử dụng trồng ngô, trong đó trên 90% diện tích được trồng bằng các giống ngô lai LVN10, DK888, 9698. Đây là các giống ngô có thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chịu hạn, chống chịu sâu bệnh tốt, cho năng suất cao và trồng được 2 vụ mỗi năm. Trên 70 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng đã được lực lượng chức năng huyện Tuần Giáo phát hiện và xử lý từ đầu năm đến nay. Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, huyện Tuần Giáo đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ và phát triển rừng, nhất là việc phòng cháy chữa cháy rừng đến từng thôn bản, các chủ rừng. Qua thống kê từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm huyện đã tổ chức tuyên truyền được gần 140 lượt với trên 7.600 người tham gia, củng cố kiện toàn ban chỉ huy các tổ đội xung kích phòng cháy chữa cháy rừng ở 100% xã, thị trấn, tăng cường lực lượng kiểm lâm bám sát cơ sở, nắm bắt thông tin, thường xuyên kiểm tra kiểm soát rừng. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm vẫn xảy ra trên 70 vụ vi phạm. Các trường hợp vi phạm bị xử lý chủ yếu vẫn là khai thác, vận chuyển, mua bán, cất giữ trái phép lâm sản. Cơ quan chức năng của huyện đã tịch thu tạm giữ gần 32 mét khối gỗ các loại, 70 kg phong lan, 45 cá thể, thu nộp ngân sách nhà nước trên 170 triệu đồng. Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên đi xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ diễn ra thường xuyên, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, quốc lộ 12, đoạn từ cảng hàng không Điện Biên Phủ đến khu vực Độc Lập thuộc địa phận phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, bắt đầu từ khoảng hơn 20 giờ đến nửa đêm, hàng chục tốp thanh thiếu niên chủ yếu đi xe máy biển số AA, tụ tập không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, phóng xe với tốc độ cao, thậm chí còn bốc đầu xe hàng chục mét, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Không chỉ có trục đường Nguyễn Hữu Thọ mà trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp nhiều hôm cũng diễn ra tình trạng thanh niên đi xe với tốc độ cao và bốc đầu xe. Để chấm dứt tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng bốc đầu xe, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý những trường hợp coi thường quy định của luật an toàn giao thông, đe dọa đến tính mạng của người tham gia giao thông. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên tối nay cũng xin được kết thúc. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem lại các chương trình của Đài qua trang thông tin điện tử dienbientv.vn hoặc qua kênh YouTube Điện Biên Đài Phát thanh Truyền hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.